Thị trường bất động sản đang điều chỉnh để sàng lọc. Theo các chuyên gia, thanh khoản chậm cùng hiện tượng giảm giá bất động sản đang lan dần trên thị trường là dấu hiệu xì hơi, song đây chỉ là sự điều chỉnh để thị trường bước sang giai đoạn phục hồi và tăng tốc trở lại. Thị trường xì hơi, theo ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia nghiên cứu bất động sản, từng đưa ra nhận định rằng thị trường bất động sản đang có dấu hiệu xì hơi rõ nét. Cơ sở cho nhận định này, ông Hoàng chỉ ra hàng loạt vấn đề của thị trường, đó là sức mua đang ngày càng suy yếu, không chỉ ở thị trường thứ cấp mà cả ở trên thị trường sơ cấp. Nhiều người tưởng rằng các nhà đầu tư sẽ đổi tiền mua bất động sản để bảo toàn giá trị tài sản đồng tiền trong bối cảnh lạm phát, nhưng thực tế là cũng nhiều người do dự thận trọng khi giá bất động sản vẫn ở mức rất cao. Họ chuyển hướng dòng tiền sang gửi tiết kiệm hoặc mua vàng và ngoại tệ. Cũng theo ông Hoàng, nguyên nhân tác động đến diễn biến của thị trường hiện tại không hoàn toàn đến từ các chính sách kiểm soát tín dụng bất động sản, bởi lẽ chính sách này đã có từ lâu. Đây chỉ là một phần tác động làm cho người mua bất động sản không còn dễ dàng vay như trước nữa. Vị chuyên gia này phân tích thêm, trước khi nói đến câu chuyện liệu thị trường có đang chậm lại để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới hay không, thì phải nhìn vào thực tế. Hiện nay dù thanh khoản chậm nhưng giá nhà đất vẫn tăng cao so với thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, nguồn cung mới thời gian qua dù có nhiều thời điểm được cải thiện nhưng về cơ bản vẫn rất thấp, thấp hơn nhiều so với thời điểm trở về trước từ năm 2019.